với nhau. Nếu các bạn nào cảm thấy có cái gì mà mắc về ăn uống nấu nướng thì trong phạm vi khả năng của tôi thì tôi có thể giải thích được thì tôi sẽ sẵn sàng đáp ứng. Ở đây có bạn nào thích nấu nướng không? Ở nhà, ở nhà mấy bạn là thích nấu nướng nhưng mà nấu thường xuyên không hay là lâu lâu mới nấu một lần? Nấu nướng một cái được thường xuyên thì làm sao? Người nấu nước chay hay là không mặn hay vừa chay vừa mặn? Thực sự những cái đó các bạn có biết là thuốc
từ thuốc từ sau có nè, thuốc kích thích tăng trưởng có nè, tất cả những cái đó, thậm chí là những nhà vườn người ta sản xuất người ta cũng dám ăn, những nhà vườn người ta thực sự người ta làm ra những sản phẩm đó người ta cũng dám ăn. Tuy nhiên nói như vậy thì không có nghĩa là tất cả nhà vườn đều làm như vậy, cũng có những người người ta rất là tâm huyết, người ta cũng giữ cái lương tâm của người ta để người ta làm ra những cái sản phẩm sạch và xanh để mà phục vụ cho cộng đồng và tất cả chúng ta. Thì để chọn lựa cái đó thì không phải là ai sẽ kiểm định cái chuyện đó. Thì hiện bây giờ cơ quan nhà nước cũng không có làm sể cái chuyện đó, cho nên là mình bằng cái lòng tin đi đi chợ thôi. Ví dụ mình quen cái bà đó ở nhà vườn, bà mang lên mới rau, mới cải, mới gà, mới gì đó, mới cái gì đó, thì mình thấy cái đó ngon thì mình cứ mua về, cứ tin là cái đó là ngon là tốt thì mình sử dụng. Hay là mình đi tới một cái hàng thịt, mình vô siêu thị mình nói à, ở đây cái siêu thị này chuyên bán thịt cái xanh đây, thì đây là cái loại thịt mà tương đối là được cái sự quản lý của nhà nước nó tốt, mình mua về mình nấu nướng. Thì đó là những cái mà tôi nghĩ rằng tất cả những cái người nấu ăn trong gia đình đều băn khoăn giống như tôi. Mà các bạn thấy có phải đúng như vậy không? Đúng không? Các bạn rất băn khoăn. Và ngay cả khi các bạn chọn để cái cách nấu nướng cho gia đình ăn bây giờ thì các bạn cũng băn khoăn. Chứ không phải là cái chuyện nấu nướng là đơn giản như hồi xưa. Hồi xưa dễ thôi, ra chợ thì có cái gì mua, thích mua cái gì thì nấu đó. Còn bây giờ là nhiều vấn đề. Rồi cái hệ lụy bệnh hoạn. Các bạn cũng thừa biết là hiện bây giờ cái căn bệnh thế kỷ là bệnh ung thư thì nó tràn lan trong xã hội của mình, trong cái đất nước của mình quá nhiều. Thì bây giờ người ta, nhiều người người ta mới sực tỉnh ra là bao nhiêu năm rồi chúng ta đã gánh chịu những cái hệ lụy về nguồn thực phẩm, về cái cách quản lý, về cái sự nuôi trồng, tất cả những cái đó. Và bây giờ cái hậu quả là cái thế hệ của chúng ta, và có thể nếu như chúng ta không tiếp tục, chúng ta tiếp tục như thế nữa mà chúng ta không có những cái suy nghĩ để mà nói thẳng ra là giống như những nhà cách mạng vậy đó. Hồi xưa thì chiến tranh cách mạng nó khác, bây giờ chúng ta cách mạng với lại cái môi trường xanh, với cái môi trường sạch để chúng ta sống, và chúng ta bảo vệ cho các thế hệ sau này của con cháu chúng ta nữa. Hôm nay cũng muốn chia sẻ với các bạn như thế trước khi mình bước vô cái chuyện nấu nướng, để các bạn có một cái ý niệm là tại sao hôm nay tôi lại nấu bánh chay. Tại bình thường nó sắp cho tôi thì tôi làm không mặn gì hết, nhưng mà hôm nay tại sao tôi làm bánh chay? Vì xuất phát từ những cái băn khoăn, những cái chuyện mà về sức khỏe, về bệnh hoạn, cho nên là tôi chọn cái món chay để mà giới thiệu với các bạn hôm nay. Các bạn nào có ý kiến gì không? Có cái gì hay hay lạ lạ hết không? Các bạn nào là khi nấu nướng có gặp cái gì mà trở ngại về nguyên liệu nè, về cách nấu nè, hay là các bạn thấy ví dụ như các bạn nấu món này, các bạn dùng cái nguyên liệu đó mà nó lại không có theo ý muốn của mình, thì có thể các bạn thắc mắc, nếu như kinh nghiệm của tôi có thì sẵn sàng chia sẻ với các bạn. Các bạn nào thắc mắc gì không? Cái đất ba mẹ con ví dụ như ở dưới quê cái đợt vừa rồi có H5N1 đi, thì
là con ở dưới quê đây nên nó ăn lễ chứ để kiểm dịch nó tới đi giết. Thì ba mẹ con vẫn đang biết với con đó, con không biết làm sao để con nói với ba mẹ con, tại vì ba mẹ con cũng lớn tuổi á, cũng cỡ cô, nên là ba con này rất là bảo thủ, mẹ con thì rất là tự tin, khả năng lớn lớn từ hồi nhỏ tới bây giờ. Mẹ con cảm ơn con. Cảm ơn con đã có những cái tiếng rất là hay. Thực ra thì ở lứa tuổi cô đó cũng có nhiều bạn bè của cô, cái thời của cô đó ý thức rất là nhiều về cái chuyện ăn uống thực phẩm và họ còn kỹ lưỡng lắm. Thì cô nghĩ là có thể là ba mẹ con đang sống dưới quê thì phải ở Sài Gòn hay dưới quê ở đây luôn. Thì như thế này nè con, tại vì á có lẽ là ba mẹ con cũng có đọc những cái tin tức, thực hiện được cái ý định của con, thì cái tiếng tốt của con. Các bạn nào còn gì nữa không?